Hello tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Sang LV này của mình. Thì Sang thấy là hiện tại đang có rất nhiều bạn là vừa rồi có donate cho Sang, nhờ Sang phân tích thêm cái đồng Wormhole này để xem nó có thích hợp để cho chúng ta đầu tư trong dài hạn hay không. Và nhiều bạn là có nhắn là đã đu đỉnh nó giá 1.5 U rồi, không biết có nên bán ra không hay là giữ tiếp. Thì Sang sẽ phân tích kỹ cho các bạn ở trong video này để chúng ta hiểu rõ hơn về cái nước đi của thằng này ở trong thời gian tới. Bây giờ chúng ta thấy giá của nó đang là 0.9 đô nè. Và market cap của nó là 1,7 tỷ rồi. Số lượng circulating là 1,8 tỷ. Thì không có gì phải bàn. Trước đó Sang đã phân tích và cho các bạn biết cái số lượng nó khoảng bao nhiêu rồi. Chẳng qua là lúc mà nó list sàn á, là nó list giá bao nhiêu. Rõ ràng chúng ta thấy ở đây khi mà list sàn là chúng ta thấy ngay cái vùng giá là khoảng 1.3 U nè. Và cái lý do mà nhiều người mà bị đu ở 1.5 á là do thấy nó 1.3 nó tăng lên 1.5, chúng ta nghĩ nó lên 2 luôn. Chúng ta vào chúng ta ôm ở đây nè, dính ngay hai cái cây này khá là nhiều. Mà Sang đã nói kỹ và Sang đã dặn các bạn rất là nhiều lần rồi. Mục đích mà chúng ta phân tích cái dự án đó trước khi nó list đó, và chúng ta dự tính hết tất cả những cái trường hợp mà cái mức giá hay là cái vùng cap mà tụi này muốn đẩy lên làm market là bao nhiêu, để chi? Để chúng ta tránh bị FOMO hay là chúng ta không có kiềm chế được cái cảm xúc của mình lúc mà listing. Thời điểm list rõ ràng là giá của nó nhảy rất là lộn xộn và thời điểm nó rất là loạn. Nếu mà chúng ta không dự tính được cái đường ra hay là cái mức giá mà chúng ta muốn mua thì chúng ta rất khó biết được cái giá nào là tiềm năng, cái giá nào không. Đúng không ạ? Rõ ràng chúng ta thống nhất với nhau là bây giờ cái đồng này list lên giá 1 U là cái mức cap đó nó sẽ rất là cao. Và nó cực kỳ nguy hiểm nếu như mà chúng ta mua ở vùng đó. Vậy mà các bạn cũng vào mua ngay cái giá 1.5 này thì nó cũng hay thiệt, mình cũng bó tay luôn. Rõ ràng nếu mà cái mức giá này so với bây giờ là chúng ta thấy là chúng ta đang bị thua lỗ bao nhiêu rồi, 40% rồi, gần 40%. Thì nếu mà muốn hoàn lại được cái mức lỗ này, rõ ràng các bạn, các anh chị phải kiếm một cái đồng nào đó chúng ta có khả năng x2 thì lúc này mới là hòa vốn thôi. Trong khi mọi người chúng ta đang tìm cách tìm những cái đồng nào đó có cái vùng mua tốt để chúng ta có thể ít được thêm tài sản, kiếm lợi nhuận. Thì bây giờ là khi chúng ta lỡ đu cái đồng này rồi thì chúng ta đang tìm cách để chúng ta hòa vốn thôi, thì rất là ổn. Đó, cho nên đây là gọi là một cái bài học kinh nghiệm để cho những ai mà chúng ta thấy cái việc mà listing như vậy, chúng ta nghĩ nó kiếm tiền dễ là sai lầm. Khi listing là thanh khoản nó thường rất không ổn định, trừ khi mà nó ra được cái vùng giá mà chúng ta đã tự tin là ở mức giá đó, à tôi có thể hold hay tôi có thể yên tâm khi tôi mua vào cái giá này với cái đồng coi này, thì nó mới có thể kiếm được lợi nhuận cho chúng ta thôi. Bạn, các anh chị coi đó là cái bài học đi, tốn học phí cho thị trường đi. Còn những ai mà chúng ta không muốn tốn học phí nhiều cho thị trường thì sắp tới vào tháng 5 Sang có open một cái khóa về Token Master để hướng dẫn các anh chị có thể thẩm định dự án và hiểu về Smart Contract nó tốt hơn. Các bạn, các anh chị cũng có thể tham gia cái khóa đó của mình. Rồi, vậy thì bây giờ cái giá 0.9 đô này khi nó đã giảm nhiều từ cái vùng giá list là khoảng 1 chấm mấy nè, thì cái giá này chúng ta có thể mua được chưa? Thì theo đánh giá của Sang nha, cái vùng đó so với bây giờ, để chúng ta muốn biết nó vẫn còn cao không thì chúng ta phải nhìn kỹ lại cái phần tokenomics của nó trong thời gian tới. Nó ra khoảng tiếp bao nhiêu token ở bên ngoài thị trường thì chúng ta mới dễ ước lượng được. Trước đó video trước các bạn có nhớ không? Cái phần community này 17% là nó đã ra bao nhiêu ngay thời điểm list? Ra 11% đúng không? Đây, ai các bạn xem kỹ video đó là các bạn sẽ nhớ. Ra là ngay ban đầu là đây 11%, 11% đồng W này. Và bây giờ là nó sẽ còn 6% nữa, nó tiếp tục lên lóc, tiếp tục lên lóc trong 4 tháng tiếp theo. Vậy là mỗi tháng nó sẽ unlock thêm bao nhiêu? 6% là 600 triệu mà unlock trong 4 tháng vesting đều vậy, nó sẽ là khoảng 150 triệu một tháng nè. Các anh chị thấy kéo dài khoảng 4 tháng nó lên khoảng đâu đó khoảng 2,4 tỷ này chưa? Và những tháng tiếp theo nó mới tới những cái phần khác ở trong tokenomics của cái đồng W này nó vesting ra bên ngoài. Mà trước mắt chúng ta thấy 4 tháng tới là mỗi tháng là nó sẽ có mức độ lạm phát gần tới 10% rồi. Bởi vì hiện tại là đang 1,8 tỷ mà. Cứ 150 mỗi tháng nó vesting ra như vậy. Thì cái đồng này nó sẽ vẫn còn rủi ro nhiều nếu như mà chúng ta muốn ôm nó giá 1 đô. Lực xả nó sẽ vẫn còn nhiều ở trong những tháng tới. Cho nên theo nhận định của Sang á, nếu mà cái vùng mà chúng ta muốn đầu tư cái đồng này thì vẫn là đâu đó cái vùng 0.7 các bạn. Vì nó list ở đâu đó là vùng 1.3, 1.4 thì thường những cái đồng mới khi list sàn á thì nó cũng sẽ không muốn để cho cái đồng này nó chia quá nhiều. Thì cái vùng mà chúng ta thấy nó giảm về mức khoảng 50% rồi, khoảng tầm 0.7 thì cái vùng đó chúng ta có thể mua, chúng ta lướt thì nó vẫn còn có khả năng để chúng ta kiếm được lợi nhuận. Chứ còn vùng 1U này Sang đánh giá nó vẫn là cao. Còn không thì chúng ta nên để ý cái sự kiện là Bitcoin halving là nó cũng sắp tới rồi, còn mười mấy ngày nữa thôi là Bitcoin nó halving rồi. Bây giờ nó đang ở cái block là 837.000 rồi nè, từ 838.000 rồi. Đây, đang ở block đúng rồi 837.923 này, nó đang tạo ra những cái block mới nè. Và trước khi đi qua phần tiếp theo thì các bạn có thể dừng lại đây 2 giây để có thể like video này để ủng hộ cho Sang nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì khoảng tới thời điểm đó xây dịch đâu đó khoảng 12-13 ngày này thôi. Bởi vì mỗi ngày bây giờ là thợ đào nó đang đào ra được khoảng 170 cho tới 180 block Bitcoin mỗi ngày. Đến đúng cái thời điểm 840.000 block này nó sẽ halving. Mà thông thường giờ lại lịch sử ở những chu kỳ trước đó, chúng ta thấy thời điểm Bitcoin halving nó luôn tạo ra một cái sóng giảm giá ngắn hạn tại cái thời điểm theo viền, và sau đó khoảng vài tháng thì nó sẽ có cái sóng giảm. Sau đó thì khi mọi thứ mà cung cầu nó ổn định trở lại thì Bitcoin nó mới có xu hướng tăng. Thì trước giờ qua 2 chu kỳ trước nó đều như vậy, và chu kỳ này chúng ta chưa biết nó thế nào nhưng vẫn có tỷ lệ là nó sẽ gây ra sóng giảm cho Bitcoin tại thời điểm đó. Cho nên nếu mà những ai mà chúng ta muốn yên tâm hơn thì cũng có thể đợi sau khi Bitcoin nó halving rồi chúng ta quay sát lại toàn bộ thị trường xem, biết đâu tại thời điểm đó vô tình Bitcoin nó bị giảm do halving, nó giảm đi mười mấy 20%, nó về lại vùng 50 mấy ngàn thì sao? Thì lúc đó altcoin là nhiều khi nó sẽ giảm rất là nhiều, khiến cho nó lộ ra những cái vùng giá mà chúng ta có thể kiếm lợi nhuận tốt, những cái vùng giá mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ thấy nó giảm được về cái vùng đó. Biết đâu chúng ta thấy được cái đồng coin chúng ta muốn mua nó giảm nhiều như vậy, chúng ta mua nó sẽ có tỷ lệ lợi nhuận cao. Và bây giờ cái đồng này cáp nó cũng nhiều mà các bạn, tới tỷ 7 cáp lần, thì nó cũng rất là nhiều cái đồng khác có cái vùng cáp như vậy, và nó đã hoạt động cho thị trường một thời gian được 3-4 tháng, thậm chí là 6 tháng rồi. Cho nên nếu xem như vậy thì cái đồng này, cái vùng 1U này chưa chắc đã là cái vùng giá tiềm năng để cho chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận. Tất cả những góc nhìn ở trên đều đến từ quan điểm cá nhân của mình, không phải là một lời khuyên đầu tư tài chính. Cho nên các bạn và các anh chị vẫn luôn phải là người mà tự mình cân nhắc, xem xét lại để tự ra quyết định. Nếu mà những ai chúng ta thấy video này của Sang có hữu ích và giá trị trong quá trình đầu tư của mình thì các bạn và các anh chị cũng có thể like video, comment bên dưới để có thể ủng hộ cho Sang. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.